Bộ Tư pháp đã có quyết định công nhận việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Văn Quyết. Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết bị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội kể từ ngày 1 tháng 4. Bộ Tư pháp ban hành quyết định miễn nhiệm tư cách của ông Trịnh Văn Quyết dự trên đề xuất từ Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên, được Bộ Tư pháp công nhận từ tháng 8-2020 thời điểm đó ông trịnh văn quyết là đại diện cho nhóm cựu sinh viên trường đại học luật hà nội và là doanh nhân luật sư chủ tịch tập đoàn flc chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật smic đứng tên trong hội đồng thành viên của trường hiện nay danh sách thành viên hội đồng trường đại học luật hà nội được đăng tải công khai trên website www hlu edu vn của nhà trường đã xóa tên ông trịnh văn quyết